Thưa quý vị, là vừa rồi quý vị thưởng thức một sáng tác của Khởi My thì quý vị có cảm nhận thế nào ạ? Với Trang thì đó là một cái gì đó nó rất là dễ thương, nó rất là gần gũi, nhưng nó cũng mang tính chất của Khởi My nữa. Khởi My nghĩ là khi mình sáng tác mình đơn giản chỉ việc là mình ghi lại cảm xúc thôi, hay là mình phải rèn luyện mới có được? Khởi My nghĩ bất cứ mỗi công việc hay là mỗi cái gì mình làm cũng vậy, mình cần phải có sự đầu tư, có sự rèn luyện thì nó mới dẫn tới sự thành công được. Bởi vì không có cái nào tự nhiên mà nó lại có thể thành công. Ví dụ tự nhiên cái Khởi My ngồi cái viết, làm sao Khởi My có được những cái tình cảm sâu hơn để có thể viết bài hát hay hơn, đúng không? Em cũng giống mọi người vậy, cũng phải rèn luyện rất là nhiều. Trước khi mà em học nhạc viện thì em đã có tập tành hát sáng tác rồi, nhưng mà chỉ thu lại trong máy ghi âm thôi. Còn bây giờ mình được học cẩn thận thì mình có thể bấm trên đàn từng tiếng tưng, rồi mình cũng có thể nhờ, nhiều khi những cái hợp âm khó quá thì Khởi My phải nhờ các anh chị trong nhạc viện. Nhưng mà Khởi My thấy ca khúc Vì Sao là một cái sáng tác mà Khởi My rất là ăn ý. Đây là một cái chuyện tình cảm của một người bạn rất là thân với Khởi My, người bạn rất là đặc biệt, đã kể cho Khởi My nghe, và Khởi My tự nhiên có cảm xúc ngay, có cảm xúc ngay và viết ngay luôn, viết liền tay luôn. Và cộng thêm những cái gì mình học được ở trường, những cái rất là tự nhiên trong bản thân Khởi My cùng với những cái kỹ thuật học được, thì nó đã hòa nhập vào nhau và tạo thành một ca khúc Vì Sao. Những ca từ khá là đơn giản nhưng mà những cái giai điệu thì nó lại sâu sắc. Nếu như mà My không tiết lộ điều này thì Trang nghĩ là khi mà nghe Vì Sao thì không ai nghĩ là Khởi My chưa yêu. Dạ. Khởi My cũng muốn yêu lắm nhưng mà chưa ai yêu Khởi My hết. Kỳ quá. Đây cũng là một sản phẩm nằm trong album 1 Đôi Cánh của Khởi My, đúng không? Một album mang cái tên rất là, nghe nó rất là bay bổng, không biết là có ý nghĩa như thế nào với My. Cái bì album thì, cái tựa album với cái bì album thì Khởi My cũng xin bật mí luôn. Album lấy tên Đôi Cánh là mới đầu là một ý tưởng của nhạc sĩ Hoàng rapper. Album tất cả các ca khúc, tên của ca khúc đều là hai chữ. Và cái tựa Đôi Cánh thì Khởi My muốn là cái album đầu tiên mình có thể bay được. Bay là đà thì cũng được. Cũng là bay đi để mình có thêm một cái nội lực để mình mai mốt mình vút cao hơn nữa. Và khi ra cái album Đôi Cánh này á, thì mới đọc Khởi My định thiết kế là mình là sẽ mang một đôi cánh, một bên trắng và một bên đen. Một bên tượng trưng cho một Khởi My rất là nhẹ nhàng, và một bên là một Khởi My khá là mạnh mẽ. Nhưng mà cuối cùng á, thì nhìn thấy từ ngoại hình cho tới phong cách của Khởi My mà mang đôi cánh nữa chắc khác là sao? Là thấy mọi người thấy thôi, nhưng mà làm cho cô bé này hiền quá thì không có được. Thôi bây giờ quyết định mình thiết kế một cách cho nó khỏe khoắn và mạnh mẽ. Một đôi cánh khởi đầu nhưng mà vững chắc cả về tương lai và về sau này nữa. Cho nên là mọi người quyết định thiết kế đây là một đôi cánh thép. Một đôi cánh thép để cho Khởi My biết là trên vai mình đang có một gánh nặng rất là nặng, nhưng mà phải vươn lên từng ngày với cái đôi cánh thép đó, phải cố gắng làm sao để đôi cánh thép đó bay cao bay xa chứ không có bay lả đà như lúc đầu nữa. Tính ra thì cái tựa đề này cũng ý nghĩa đó chứ. Thứ nhất đó là mong khán giả hãy chấp thêm đôi cánh cho Khởi My để Khởi My có thể bay trên bầu trời âm nhạc. Thứ hai là cũng có thể nói là năm nay My cũng hơi đủ lòng đôi cánh để bay rồi. Và Khởi My cũng muốn chia sẻ thêm một tí xíu với chị Trang cùng với khán giả luôn. Album Đôi Cánh ra vào thời điểm cuối năm và cận Tết. Cho nên là một cái ý đồ nữa là Khởi My muốn trong một năm mới thì tất cả các khán giả cũng sẽ có thêm nhiều cái may mắn, và trong việc học tập nè, sự nghiệp và cả tình yêu cũng sẽ bay cao bay xa. Một album mà mang nhiều rất là ý nghĩa, đúng không? Ý nghĩa. Trong album này thì không biết là phong cách của Khởi My như thế nào? Khởi My thì trước tới giờ luôn Khởi My thích mình là một người đa năng. Cho nên là cái album của Khởi My cũng rất là đa phong cách. Vừa có R&B, vừa có pop ballad, và có cả underground nhẹ nữa. Khởi My muốn là trong một cái album của Khởi My thì tất cả các khán giả đều có thể nghe được, ít nhất là sẽ là một bài trong đó. Ví dụ khán giả nào mà không thích underground R&B thì vẫn nghe được ca khúc Vì Sao thể dạng pop. Và nếu mà các khán giả nào mà không thích pop thì có thể nghe R&B hoặc là underground chẳng hạn. Thì Khởi My muốn là cái album của Khởi My thật là nhiều màu để thể hiện được nhiều cái phong cách của Khởi My, vừa có nhẹ nhàng nè, vừa dễ thương nè, đôi khi cũng rất là sâu lắng, đôi khi cũng khá là mạnh mẽ. Không biết Khởi My mà sâu lắng thì thế nào ha? Em cũng chưa hình dung được, tại vì chẳng bao giờ em sâu lắng mà em soi gương cả. Như vậy là một album mang nhiều ý nghĩa, mang đa phong cách, sẽ giúp cho Khởi My chắc là sẽ bay cao trên bầu trời âm nhạc đây. Em cũng hy vọng là vậy. Nhưng mà những album sau thì My có dự định như thế nào ha? Khởi My đang dồn hết tâm sức
công lực, trí óc của mình để tiếp tục cho anh Vân Vân 2. Nếu mà sớm nhất á thì chắc chắn sẽ là giữa năm nay, đó chính là vào mùa hè. Còn nếu không thì sẽ cận kề những ngày cuối năm. Vì Khởi My rất thích ra dịp cuối năm, chị biết tại sao không? Tại vì dịp cuối năm thì có Noel nè, gần gần Tết, gần gần Valentine nè, mùa xuân nữa. Mà những ca khúc mình ra nếu mà nói về chủ đề tình yêu thì quá hợp với cái không khí đó rồi. Cho nên là Khởi My muốn là cái album Vân 2 của mình cũng sẽ có thật nhiều thể loại âm nhạc, thật nhiều cái câu chuyện tình yêu. Và đặc biệt Vân 2 thì Khởi My sẽ dành tặng một bài hát riêng cho mẹ của mình đó. Một bài hát riêng cho mẹ. Như vậy là trong Vân 2 này cũng có một sản phẩm dành cho mẹ đúng không? Dạ đúng rồi. Nhưng mà có sản phẩm nào do Khởi My sáng tác không? Dạ chắc chắn rồi. Khởi My muốn đây sẽ thành một cái đặc biệt luôn. Mỗi khi Khởi My ra album thì chắc chắn trong album nó sẽ có một ca khúc của Khởi My. Và ca khúc này cũng mang một cái tình yêu, hình như Khởi My chưa yêu nên thích chia ly hay sao á. Em chỉ học với những ca khúc mà viết chia ly thôi, cho nên là Khởi My thường thường thấy những cái ca khúc mà tình yêu tan vỡ nó sẽ hợp tâm trạng của nhiều người hơn. Bởi vì chắc chắn ai cũng sẽ trải qua những hỉ nộ ái ố, những vui buồn trong tình yêu, mà những khi mà buồn người ta sẽ cần sự chia sẻ nhiều hơn. Và Khởi My hy vọng rằng cái sản phẩm âm nhạc mà Khởi My sáng tác tiếp theo sẽ là người bạn chia sẻ với những khán giả mà đang có rất là nhiều tâm sự cần phải chia sẻ. Không chia sẻ được với Khởi My thì sẽ chia sẻ qua những sản phẩm âm nhạc của Khởi My các bạn nhé. Rồi đến khi nào cái con số 1 nó lại nhiều hơn nữa và toàn bộ những sáng tác đó là của mình hết? Dạ, Khởi My cũng rất hy vọng. Nếu như mà Khởi My sáng tác một album mà tất cả các ca khúc đều là Khởi My viết, thì Khởi My sẽ cố gắng trong sản phẩm âm nhạc của Khởi My sẽ ít chia ly đi mà sẽ nhiều cái ca khúc tình yêu trọn vẹn, happy ending. Quý vị thấy không, hôm nay trò chuyện với Khởi My thì vẫn còn hơi hướng một Khởi My 2 idol. Cô ấy cũng rất là vui tính, rất là nhí nhỏ đúng không ạ? Bây giờ thì một ca khúc nữa chắc là không phải sáng tác của mình đâu ha. Dạ đúng rồi. Như chị nói thì nãy giờ thì Khởi My rất là hài hước, rất là vui mộn nhộn, cho nên là ngay sau đây thì Khởi My cũng sẽ gửi đến quý vị một cái video clip hết sức là vui nhộn. Đây là một cái video clip do chính những người bạn của Khởi My quay. Tuy rằng đây chỉ là những cách quay rất là còn đơn giản thôi, nhưng mà đây là một cái video clip thể hiện được những cái tính cách của Khởi My bên ngoài. Rất là thích hay ăn thịt người, đó là cắn người đó mà. Trời ơi. Và cái anh bạn trong video clip này là một người bạn thân của Khởi My, đã phải hứng chịu hết những cái pha cắn rất là quyết liệt của Khởi My. Cho nên là ngay sau đây Khởi My xin mời quý vị cùng đến với một Khởi My hết sức là quậy quậy tưng bừng luôn trong video clip bên anh, một sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Rapper. Chỉ làm ta thêm yêu nhau khi tình yêu chưa từng.
cũng ngủ quay. Bây giờ là tôi thấy